Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 306: Mệnh phu thê 3. Mắt thấy nàng ta sắp nói ra sự thật, đáy mắt Ninh Quốc công phu nhân lóe lên, món tay âm thầm nhéo mạnh hung an ngọc oánh, khiến lời sắp ra khỏi miệng của nàng ta biến thành tiếng kêu dâu, sau đó lớn tiếng nói với Thanh La nói: "Cái ly này là ngươi giúp tiểu thư lấy, ngươi nói, ngươi đến tột cùng đã làm cái gì?" Sự tình biến chuyển trong chốc lát, Thanh La vẫn đang đứng ở phía sau, chưa từng mở miệng lại không ngờ chuyện lại đổ lên người mình, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy kinh ngạc nhìn Ninh Quốc công phu nhân. Ninh Quốc công phu nhân cũng không cho nàng ta thời gian phản ứng, nói tiếp, "Ổn công tiểu thư đối với ngươi, cùng người nhà chiếu cố quan tâm, ngươi thế nhưng lại cả gan ở trong cung gây ra chuyện này?" Còn làm hại tiểu thư bị người chê cười, ngươi mau nói ra sự thật, không nên liên lụy đến những người khác." Bà ta lên cao giọng nói, trong lời nói một lần nữa nhắc nhở Thanh La, cả nhà của nàng ta đều ở trong phủ, nếu lần này nàng ta không gánh tội thay, sau khi trở về, Ninh Quốc công phu nhân khẳng định sẽ đem người nhà nàng ta hung hăng trừng phạt. Thanh La nhìn đôi mắt Ninh Quốc công phu nhân lộ vẻ âm tàn, thần sắc nghiêm khắc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng bị uy hiếp mà phải gánh tội, nội tâm chua sót vô hạn, rõ ràng là tiểu thư gây chuyện, tại sao nàng lại phải gánh tội thay chứ? Nàng ta chỉ dám nói thầm trong lòng chứ không thể nói ra miệng, bùm một tiếng quỷ xuống, là nô tỳ hết thầy đều là nô tỳ làm, không liên quan đến tiểu thư. An Ngọc Oánh sau khi bị Ninh Quốc công phu nhân véo, cũng biết mình thiếu chút nữa để lộ mọi chuyện, nhìn thấy Thanh La nhận tội, liền chuyển đổi về mặt trên mặt mang theo sự thất vọng. Thanh La, ta đối với ngươi luôn rất tốt, ngươi tại sao có thể làm ra chuyện này? hại ta vẫn nghĩ là do thẩm tiểu thư gây nên, thì ra hết thảy đều là ngươi làm. đúng vậy, đều là nô tỳ cùng vi tiểu thư nổi lên tranh chấp, cho nên trong lòng sinh oán hận, liền mượn tay tiểu thư hãm hại, tất cả đều là nô tỳ làm. Xin tiểu thư bỏ qua cho nô tỳ. Thanh La quỳ dạp trên mặt đất nước mắt chảy dòng sớm biết rằng sẽ như vậy nàng ta sẽ không giúp an ngọc oánh hạ dược nhưng nay nàng ta hối hận cũng vô dụng vì người trong nhà cho dù chết nàng ta cũng phải tiếp tục gánh tội an ngọc oánh thấy thanh la đã nhận tội trên mặt lộ ra vẻ e thẹn cùng bức dứt nhìn vân khanh ngập ngừng nói thẩm tiểu thư thì ra đây đều là hiểu lầm ta đều là ta hiểu lầm ngươi rồi có phải là hiểu lầm hay không trong lòng An Tiểu Thư hiểu rõ là được rồi. Vân Khanh cười nhẹ, lạnh nhạt nói. Lý Lão Thái Quân nheo đôi mắt già nhìn lần lượt từ An Ngọc Oánh, Ninh Quốc Công Phu Nhân, Thanh La, đáy mắt mang theo một chút khinh thường cùng tức giận. Bà đương nhiên nhìn ra, thuốc này đến tột cùng là ai hả, nhưng này vĩnh nghị hầu phủ suy bại, Ninh Quốc Công Phủ lại như mặt trời giữa trưa, nếu bà nhất quyết tra tới cùng sự việc này, cuối cùng cũng chẳng qua là một chút của trách bệ hạ chẳng lẽ sẽ vì chuyện này mà trách phạt nặng ninh quốc công phủ sao? Nếu chỉ là một chỗ ngứa nhỏ, chi bằng để cho ninh quốc công phủ nhớ rõ đã thiếu vĩnh nghị hầu phủ phần nhân tình này, ngày sau còn có thể trợ giúp. Có thể ở vĩnh nghị hầu phủ làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, mà Lý Lão Thái Quân vẫn có thể ngồi vững, suy nghĩ đương nhiên cũng sâu xa hơn. Tuy rằng trong lòng khó chịu, hai tay nắm thật chặt quải trưởng, cũng phải nuốt xuống cục tức này mà vi ngương tử cũng biết thanh la đang gánh tội thay đó là muốn cho qua chuyện này thanh danh của nàng ta hôm nay đã bị hủy chuyện xấu hổ chưa hôn mà giang díu với nam nhân này nếu cố ý làm lớn ngược lại sẽ ảnh hưởng không tốt tới bản thân mà nay thẩm vân khanh có cần vương thế tử làm nhân chứng hơn nữa dịch kính thương cũng đã đưa ra chứng cứ dù muốn phản bác cũng không được nàng ta không bằng yên phận làm người bị hại vì phu nhân nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mặt cũng nói ra suy nghĩ của mình người sáng suốt đều nhìn ra được đây là an ngọc oánh gây chuyện nhưng khi mình muốn mở miệng thì tay áo lại bị nhiễn nữ lệ nóng quanh chồng kéo lại trong lòng lại dâng lên sự thương tiếc một cô nương khi xảy ra loại chuyện này nhất định không muốn người khác nhắc tới vẫn là không nói thì tốt hơn vân khanh nhìn màn giá họa này sự chăm chọc nơi khóe miệng càng ngày càng đậm kỳ thật tất cả mọi người đều nhìn ra được Thanh La chỉ là nha hoàn làm sao có thể ra lệnh cho hai tên thái giám được chứ? Đây nhất định là An Ngọc Quánh Vây nên, chỉ có tiểu thư con vợ cả của Ninh Quốc Công Phủ mới có đặc quyền này, nhưng cho dù như vậy thì sao? Chuyện của Vi Ngưng Tử cùng cảnh hữu thần cũng đã xảy ra, Ninh Quốc Công Phủ cũng đưa ra một nha hoàn gánh tội thay, nếu đương sự cũng không truy cứu, vậy thì các nàng cần gì làm chuyện đắc tội người khác? Chỉ là trong lòng mọi người nay đối với kinh thành đệ nhất tài nữ. An Ngọc Oánh đã thêm sự khinh thường, một nữ tử chưa kết hôn, đã có thể dùng đến loại thủ đoạn hạ đẳng này, nếu gà đi ra ngoài thì không biết sẽ như thế nào, còn không phải mỗi ngày hạ dược tướng công của mình ư, hảo cảm đối với nàng ta nhất thời tụt giảm nghiêm trọng. Vẻ mặt cảnh hữu thần xanh mét, hung hăng nhìn chằm chằm An Ngọc Oánh, hắn so với bất luận kẻ nào đều biết, sự việc này đến tột cùng là tại sao. An Ngọc Oánh nhất định đã chứng kiến một màn trên đại điện, Hắn và Vi Trầm Uyên nổi lên mâu thuẫn, muốn lợi dụng điểm này để hắn phát sinh ra quan hệ với Thẩm Vân Khanh, để cả hai cùng thân bại danh liệt. Hôm nay hắn đã xui xẻo cực kỳ, An Mộc Oánh còn hãm hại hắn, nhưng hắn lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Ninh Quốc công phủ là người ủng hộ quan trọng của Tứ hoàng tử, hắn không thể cương quyết lật mặt An Mộc Oánh được, khiến cho Ninh Quốc công không vui, Tứ hoàng tử không thoải mái hắn nay không có thực lực để đấu cùng ninh quốc công phu ngự phượng đàn giống như không thèm đếm xỉa đến biểu tình của tất cả mọi người tom phòng khóe miệng giơ lên một chút độ cong trong đôi mắt hẹp ánh lên tia quỷ dị chuyện này cứ như thế liền kết thúc hai tên thái giám và thanh la bị lôi ra ngoài đánh đến chết ninh quốc công sau khi biết chuyện này xấu hổ không chịu nổi vì thế đặc biệt đi cầu bệ hạ ban hôn cho cảnh hữu thần cùng vi ngưng tư minh đế sau khi biết việc này cũng rất giận dữ nhưng nể mặt ninh quốc công cùng uy vũ tướng quân đem việc này ép xuống để cho uy vũ tướng quân phủ mau chóng cùng vĩnh nghị hầu phủ thương nghị hôn sự trong một tháng hoàn thành hôn lễ mà ninh quốc công phu nhân sau khi tham gia yến hội trở về gọi an mộc oánh đi theo bà ta vào trong phòng an mộc oánh vẻ mặt hủy khuất nói với bà ta nương quỳ xuống ninh quốc công phu nhân lớn tiếng quát ngữ khí nghiêm khắc chưa từng có dọa An Ngọc Oánh sợ đến hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Nương, chuyện này không liên quan đến nữ nhi A, à. nữ nhi làm sao mà biết sẽ thành như vậy, còn rõ ràng là hạ dược cho thẩm vân khanh, nhưng không biết tại sao vi ngưng tử lại uống phải ly đó. An Ngọc Oánh hai chân quỳ trên nền đất thô giáp, đau đến nước mắt đều rơi xuống, trong giọng nói lộ vẻ uy khuất. Con, Ninh Quốc công phu nhân nghe được lời của nàng, sau một tiếng giận dữ mắng mỏ thì ngừng lại nhìn khuôn mặt nữ nhi như hoa như ngọc nhớ tới ánh mắt khinh bỉ và cười nhạo của các phu nhân hôm nay lại đổi thành giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ngọc oánh con có biết hôm nay con đã làm sai cái gì hay không an à ngọc oánh biết ninh quốc công phu nhân nhất định là rất tức giận nhưng nàng ta không thể không biết mình đã làm sai việc gì hơn nữa sau đó ngử phượng đàn thế nhưng lại đứng ra nói giúp thẩm vân khanh lòng đố kỵ gần như thiêu hủy lý trí của nàng ta. Nữ nhi biết, sai là sai ở chỗ thẩm vân khanh quá rào hoạt, thế nhưng đổi ly, nhất định, nhất định là lúc nha hoàn bên người nàng té xuống đã nhanh tay hoán đổi ly. Lòng đố kỵ của nàng ta ninh quốc công phu nhân đều nghe được rõ ràng, bà thấy nữ nhi vì chuyện tình cảm mà để lộ bộ mặt dữ tợn, thanh âm lạnh lùng nói, đúng, chuyện này, con nói rất đúng, thứ tổn hại đến mình, đương nhiên phải trừ bỏ nhưng con lại sai ở một chỗ. An Ngọc Oánh nghe thấy mẫu thân nói mình đúng, sau đó lại còn nói sai, liền dừng dòng nước mắt ủy khuất nghi hoặc nói, mẫu thân, nữ nhi sai ở chỗ nào. Con không nên vội vã như vậy, muốn ra tay hại người, hoặc là sẽ không ra tay, vừa ra tay, phải khiến nàng ta không có cách nào trốn thoát, đây mới là thực lực chân chính. Ninh Quốc công phu nhân giọng nói bình thản, nhưng trong lời nói tràn ngập hàn ý, đôi mắt ánh lên tia âm lãnh cô nương thẩm vân khanh kia đích thực không đơn giản từ khi nàng xuất hiện thì mỗi một câu nói đều từng bước khiến người chỉ có thể trông đỡ mà không thể phản đòn đây là một đối thủ khó chơi an ngọc oánh sau khi nghe lời ninh quốc công phu nhân nói như tỉnh ngộ mà ngẩng đầu trong mắt còn ngân ngấn nước nương người dạy cho nữ nhi nhìn dáng vẻ của ái nữ ninh quốc công phu nhân thở dài đại khái là ở trong nhà nàng là đích nữ, ở trong phủ được mình và lão phu nhân dùng ái. Tuy rằng thông minh, nhưng hiểu biết lại nông cạn, cho nên mới có thể xảy ra chuyện lần này. Nhưng sau chuyện này lão phu nhân cùng Ninh Quốc Công khẳng định sẽ dễ dàng tha thứ cho mọc Oánh. Bà tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn mở miệng nói, con trước đi vào từ đường sám hối, chờ tổ mẫu cùng phụ thân con hết giận rồi nói sau. Nghe được tin này, Vân Khanh nở nụ cười, ngoài mặt thoạt nhìn, Minh Đế đã cho qua chuyện của Vi Ngưng Tử và Cảnh Hữu Thần, nhưng lại vừa muốn Cảnh Hữu Thần cùng Vi Ngưng Tử phải thành hôn trong vòng một tháng, cũng không hạ trì tứ hôn. Gia thế của Vĩnh Nghị Hầu Phủ cùng uy vũ tướng quân nếu gấp gáp ban hôn như thế cũng không ổn, dù ai cũng biết bên trong chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa những phu nhân này tuy ở ngoài mặt không muốn nhắc lại, nhưng trong lòng đã biết An Ngọc oánh chơi chẽn thế nào. Nhất thời An Ngọc Oánh và Vi Ngưng từ trở thành lời gian dạy của các phu nhân cho nữ nhi chưa gà chồng của mình. Đó là, con trăm ngàn lần đừng bắt trước theo vị tiểu thư ninh quốc công phủ kia, chưa kết hôn đã ra tay hạ dược hại người. Kết quả hại người bất thành ngược lại mất hết thể diện, cũng không được tùy tiện nhận rượu người khác đưa cho, để tránh làm người chưa kết hôn đã có gian díu. Nhưng sau một tràn cười thoải mái, Vân Khanh lại cảm thấy hơi châm chọc. Ở kiếp trước, Vi ngưng tử trăm phương nghìn kế hãm hại nàng vì được làm chính thất của cảnh hữu thần. Ở kiếp này, tuy rằng cách thức đã khác nhau xa, nhưng rốt cuộc vi ngưng tử vẫn là phu nhân của cảnh hữu thần. Nói đến cùng, hai người bọn họ thật là có duyên phận, đích thực là mặc định vợ chồng A. À. Mà tứ hoàng tử sau khi biết chuyện này, không có khiển trách cảnh hưu thần mà ngược lại, thái độ đối với hắn ôn hòa hơn vài phần. chương 307 căm thù đến tận xương tùy. Tứ hoàng tử sau khi biết được chuyện này, nhưng không gian dậy cảnh hữu thần, mà ngược lại, vẻ mặt vẫn hòa hoãn khi nhìn hắn, bởi vì uy vũ tương quân vi cương thành đang được minh đế coi trọng, mà vi ngưng tử lại là nghĩa nữ mà hắn thu dưỡng, cưới vi ngưng tử, chẳng khác nào tạo được mối quan hệ thân thiết với vi cương thành. Cảnh hữu thần sau khi nghe xong, trong lòng nhớ tới bộ dáng kiều mị ôn nhu của vi ngưng tử cũng hiểu được, tuy rằng vị thê tử này là do xảy ra quan hệ mới cưới về, nhưng cũng may diện mạo nàng như kiều hoa, tính cách cũng không xấu lại rất biết săn sóc hắn, thêm vào đó có lời nói của tứ hoàng tử, hắn liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ là không biết như thế nào, đối với việc không cưới được Vân Khanh, trong lòng hắn luôn cảm giác có gì đó là lạ, dường như nàng vốn nên là thê tử của hắn mới phải. Hắn đương nhiên không biết đây đã là chuyện của kiếp trước ở kiếp này mọi thứ đã thay đổi nhưng hắn vẫn cảm thấy đáy lòng dâng lên cảm giác khó hiểu kỳ lạ bất quá cảm giác cũng chỉ là cảm giác cảnh hữu thần sau khi trở về lại bị lý lão thái quân của trách một trận sau đó bắt đầu chuẩn bị hôn sự tuy rằng thời gian một tháng có hơi gấp nhưng hai bên đều là gia tộc có mặt mũi một số nghi thức có thể đơn giản được nhưng tỉnh lược thì không về phía vi ngưng tử sau khi trở lại phụ uy vũ tương quân, sắc mặt vi phu nhân càng thêm không tốt, khi tới tiểu viện mà vi ngưng tử đang ở, tầm mắt dừng lại trên mặt nàng ta, trong giọng nói pha lẫn chút tức giận, ngưng tử, nghĩa phụ của con cực khổ phái người tới Dương Châu đón con trở về, ông ấy vừa là nghĩa phụ vừa là thúc thúc của con, tốt với con đương nhiên không cần phải nói, còn ta đây, cũng xem con như nữ nhi ruột thịt của mình, con nói lúc ở Dương Châu. Là vì thẩm gia không thích con, mới cố ý mượn cớ đuổi con đi. Con nói thẩm vân khanh keo kiệt sâu tính, đối với con vô cùng khát khe. Nhưng hôm nay ta vào cung nghe thấy các phu nhân nói chuyện, còn có thẩm vân khanh, cũng không phải y như lời con nói. Con như vậy, khiến ta vô cùng thất vọng. Vì phu nhân là ở trên chiến trường quen được vi tướng quân, vì phu nhân là nữ nhi nhà tướng gia, nên tính tình ngay thẳng. Nghe kể lại là vi ngưng từ bị thẩm vân khanh khi dễ, cho nên lúc tiến cung, Bà nói chuyện cũng hơi khó nghe, nhưng trên yến hội, bà lại nghe được các phu nhân khác kể lại cớ sự vì sao Vi Ngưng Tử bị đuổi, hoàn toàn khác hẳn với lời Vi Ngưng Tử đã kể với bà. Điều này khiến bà có một loại cảm giác bị lường gạt. Bà vẫn luôn xem Vi Ngưng Tử như nữ nhi của mình mà đối đãi, bởi vì vi tướng quân trước lúc rời nhà, chỉ có phụ thân của Vi Ngưng Tử lén lút trộm một túi bạc đưa cho vi tướng quân, hắn mới không phải lưu lạc đầu đường xó chợ, tới được quân ngũ phần ân tình này, vi tướng quân nhớ rõ, vi phu nhân và vi tướng quân tình cảm rất tốt, đương nhiên bà cũng cảm kích theo. Trừ bỏ quan hệ thân thích bên chồng, đó cũng là nguyên do bà thực sự xem vi ngưng tử như nữ nhi của mình mà đối đãi Vi ngưng tử từ lúc vào phủ, đã nhận ra được sắc mặt nghĩa mẫu không tốt, trong lòng nàng ta cười lạnh, đôi mắt ngấn nước lại rủ xuống ảm đạm, yếu ớt ngừng đầu lên, giọt lệ nơi đáy mắt như sắp trào ra, nghĩa mẫu người ngoài làm sao biết rõ chân tướng sự tình, các nàng nói chỉ là tin đồn không đâu mà thôi, ngày đó rõ ràng là thẩm gia cố ý hãm hại con, mục đích chính là không thích con và mẫu thân nương nhờ nhà bọn họ. Hai hàng chân mày của vi phu nhân nhíu lại, trong đôi mắt ti hí của bà lóe lên tia sáng, đánh ra nghĩa nữ nhu hòa tú lệ trước mặt bà, nghe nàng ta nói như thế, trong lòng bà lại thoáng do dự. Thật ra mà nói, nghĩa nữ trước mắt này, cử chỉ, lễ nghi, bề ngoài đều xuất chúng, mà bà lại không có nữ nhi. Từ sau khi thu nhận nghĩa nữ này, trong lòng bà rất vui vẻ, nhưng từ sau khi vào cung, bà không còn tin vào những lời vi ngưng tử nói nữa. Vì phu nhân tuy nói là nữ nhi võ tướng, nhưng tính tình không mấy tinh tế, ví như vừa rồi ở trong cung, bà không kịp ngẫm nghĩ kỹ càng, lúc ra tới xe ngựa, bà mới dần dần phát hiện, nghĩa nữ nhà mình sau khi bị bắt quả tang tại trận có quan hệ với cảnh hữu thần, tất cả lời nói của nàng đều chỉ hướng thẩm vân khanh, giống như phải hát cho bằng được gáo nước bẩn này lên người thẩm vân khanh, mà lúc vạch trần được chủ mưu là An Ngọc Oánh, nàng ta một câu oán thán cũng không nói. Theo lý mà nói, người bình thường sau khi phát hiện ra người chủ mưu hãm hại mình, không phải là càng thêm tức giận, càng thêm đánh mất lý trí mà làm chuyện nông nỗi ư. Nhưng vi ngưng tử thì không, nàng ta rất bình tĩnh, nàng ta sau khi âm mưu của An Ngọc Oánh được phát hiện với chứng cứ rành rành trước mặt, đừng nói là nói, ngay cả oán hận cũng không có. Việc này nói lên ngay từ đầu nàng ta đã biết người hạ dược là An Ngọc Oánh, mà chính nàng ta là người bị lôi kéo vào màn âm mưu này. Vì phu nhân kỳ thật trong lòng rất không nguyện ý nghĩ như vậy, dù sao này mấy tháng ở chung, bà đối với nghĩa nữ vừa tu dưỡng này là thực tâm yêu thích bà cũng không nguyện ý đi suy đoán theo chiều hướng kia. Có lẽ do bản thân bà suy nghĩ nhiều mà thôi, lúc đó hẳn là vi ngưng tử quá hoảng sợ nên cư xử rối loạn không theo bình thường. Vì thế bà dịu giọng xuống, nói, chuyện trước kia không tính toán nữa, về sau con không nên đi trêu chọc vân ninh quận quân, nàng không phải là người dễ đối phó, chớ để bản thân lại chịu thiệt. Nghe thấy vi phu nhân nói không nên nhắm vào vận ninh quận quân, ngón tay trong ống tay áo của vi ngưng tử cắm chặt vào lòng bàn tay vì sao nghĩa mẫu mới gặp thẩm vân khanh một lần đã đi nói giúp nàng rồi nàng ta muốn đối phó với thẩm vân khanh lắm sao rõ ràng là thẩm vân khanh muốn đối phó nàng ta cố ý đổi tình dược cho nàng ta mới khiến nàng ta gặp chuyện xui xẻo rõ ràng nay đã có nghĩa phụ làm quan tam phẩm hậu thuẫn nàng ta chắc sẽ được gả vào hoàng gia nhưng hôm nay nội tâm như có bàn tay vô hình dùng sức bóp chặt khiến lồng ngực nàng ta khó chịu, bước bối đến đau đớn. Thế nhưng thời điểm nàng ta ngẩng đầu lên, trên mặt không có một tia ảm đạm và oán hận, thần sắc đều toát lên vẻ đẹp của thiếu nữ đang sầu muộn, nhìn vi phu nhân nói, nghĩa mẫu, người đối với con thật tốt, luôn lo lắng không để ngưng tử chịu thiệt, chỉ tiếc, lần này ở trong cung, con đã khiến người mất mặt, chỉ trách ngưng tử ngu ngốc, đánh mất mặt mũi của người. Vì phu nhân thấy bộ dạng nàng ta như vậy, cười nói, việc này không trách con được. Bệ hạ cũng biết là Ninh Quốc công phủ ra tay, nhưng không thể công khai cho mọi người đều biết. Lại nói, con năm nay đã tới tuổi cập kê, vừa vặn muốn tìm một mối hôn nhân. Cảnh hữu thần người này, nghĩa mẫu cảm thấy bề ngoài, tài mạo cũng không tệ lắm. Người cảm thấy thế nào? Vì phu nhân nói xong, tầm mắt liền lại trên mặt vi ngưng tử, muốn quan sát rõ biểu tình của nàng ta. Vì lúc này thẹn thùng cúi đầu, lộ ra chiếc mảnh khảnh cổ, nhưng đôi mắt chợt lóe lên vẻ dữ tợn. Nàng ta muốn gả không phải là cảnh hữu thần, nếu là trước kia thì không sao, nhưng nay cảnh hữu thần chỉ là một hộ bộ lang trung ngũ phẩm, so với cấp bậc của nghĩa phụ thấp hơn rất nhiều. Thế nhưng, nàng ta hiểu, ở trước mặt mọi người bọn họ đã phát sinh quan hệ, tuy rằng Minh Đế đã hạ lệnh không cho mọi người bàn tán chuyện này, nhưng đáy lòng vị phu nhân nào mà không phải như gương sáng nếu như nàng ta không gả cho cảnh hữu thần, về sau nàng ta chỉ có thể trở thành cho cười bàn tán trong miệng mọi người mà thôi. Ngưng tử xin nghe theo sự an bài của nghĩa mẫu. Thanh âm thỏ thẻ cho thấy dưỡng nữ đang ngại ngùng, vì phu nhân trông thấy hai gò má nàng ta chuyển sang ửng hồng, mưa lòng gật đầu, cứ như vậy đi. Nghĩa mẫu nhất định sẽ an bài mọi chuyện thỏa đáng, sẽ không để con mất mặt. Tuy rằng cảnh hữu thần lần này ở trên điện bị bệ hạ giáng cấp, nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ được chức hộ bộ, lại còn rất trẻ, ở trong chiều hơn 20 năm hiếm thấy ai tuổi còn trẻ mà được giữ chức ngũ phẩm, con đường làm quan sau này của hắn còn rất dài. Vì phu nhân trong lòng suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy mối hôn sự này thật không tệ, hơn nữa cảnh hữu thần cũng không thuộc loại thường xuyên lưu luyến thanh lâu dính phải tin đồn không tốt, tóm lại vẫn có thể xem hắn là một đối tượng tốt để lựa chọn. Vâng. Vì ngưng tử tiếp tục cúi đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, về sau nàng ta cũng chỉ có thể dựa vào nghĩa phụ nghĩa mẫu. Mẫu thân của mình đã trở thành hoạt tử nhân, người thực vật, cái gì cũng trông nom không được. Lúc này nàng ta có thể nói ra lời cự tuyệt sao? Vì phu nhân thấy vậy, mỉm cười, liền bảo nàng ta hãy nhanh chóng thiêu hai áo gối. Dù sao hôn sự tiến hành gấp rút, nếu muốn thiêu giá y, e rằng không kịp, nhưng nữ tử xuất giá phải tự tay thiêu một món đồ gì đó đặt vào làm đồ cưới, như vậy cuộc sống về sau mới hòa thuận hạnh phúc. Sau khi rời khỏi tiểu viện của Vi Ngưng Tử, Vi phu nhân đi tìm Trượng phu, thuật lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra hôm nay, Vi tướng quân là một nam nhân cao to, diện mạo thực bình thường, chỉ có thể nói ngũ quan đoan chính, sau khi nghe phu nhân nói, ông trầm ngâm một hồi, theo như lời nàng nói, quả thật không ổn. Vi phu nhân gật gật đầu, đúng vậy, thiếp nghĩ ngưng tử rốt cuộc vẫn là thân thích của thẩm gia nếu hai bên căng thẳng như vậy chuyển ra ngoài cũng không tốt thiếp nghĩ nhân dịp này tới an bá phủ gặp vận ninh quận quân một là để tạ lỗi hai là tạo cơ hội cho ngưng tử hòa hào cùng thẩm gia dù sao đều là thân thích ở kinh thành trở mặt cũng không tốt ý tưởng của phu nhân cùng mình không mưu mà hợp vi tướng quân gật đầu cũng tốt vậy việc này nàng hãy thu xếp đi Ông tuy xuất thân từ dòng dõi thư hương, nhưng lại không thích đọc sách, lại càng không am hiểu quản lý hậu viện, mọi việc đều giao cho vi phu nhân xử lý. Vì thế, Vân Khanh qua ngày hôm sau liền nhận được bái thiếp của vi phu nhân, nàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, vi phu nhân sao lại đột nhiên gửi bái thiếp cho nàng? Sau một thoáng trầm ngâm, nàng liền bảo Lưu Thúy giúp nàng đổi y phục, đi gặp vi phu nhân. Vi phu nhân sau khi nhìn thấy Vân Khanh cũng không nói nhiều lời khách sáo, mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, vận ninh quận quân, lần trước ở trong cung, bởi vì có chút hiểu lầm với ngài, nên ta có nói một số lời không mấy xuôi tai, xin ngài rộng lượng hãy bỏ qua cho ta. Vân Khanh nhìn hai trong mắt ti hí của bà ta, trong đôi mắt kia thể hiện thành ý tạ lỗi rất chân thành, không như giống giả bộ, ở kiếp trước, vì ngưng từ cũng không xuất hiện một vị thúc thúc như vậy. Nàng cho đến lúc chết cũng không nghe thấy cái tên Vi Cương Thành. Nhưng ở kiếp này, thực rõ ràng rất nhiều việc đã biến hóa. Có lẽ dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ, cũng làm cho vận mệnh của những người khác thay đổi theo. Nhưng Vân Khanh không thể không nói, vận may của Vi Ngưng Tử, quả thật không kém chút nào. Và lúc cùng đường tuyệt vọng, còn có thể xuất hiện vợ chồng Vi Tướng quân hậu thuẫn cho nàng ta. Người ta nếu đã tới hạ mình nhận lỗi, Vân Khanh cũng sẽ không lấy thế bức người hơn nữa bà ta chỉ ở sau lưng nói xấu nàng hai câu đối với nàng mà nói cũng không tạo nên ảnh hưởng không tốt nào nàng lại không phải là người rảnh rỗi thích truy cứu những chuyện không đâu nếu là hiểu lầm giải thích là được rồi vân khanh thản nhiên cười đôi phượng mâu hơi cong lên bộ dáng vô cùng rộng rãi vì phu nhân quan sát trên mặt vân khanh một tim manh mối cũng không lộ ra thầm than người thiếu nữ này sau khi biết bà là nghĩa mẫu của vi ngưng tử còn có thể biểu hiện tự nhiên đáp lời như thế, trong lòng ngoài cảm thấy có chút kinh ngạc, còn hơi chút sợ hãi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 308, Vô tận thống khổ, 1. Tạ Thị nghe thấy Phỉ Thúy nói Thu Di nương đến đây, nghĩ rằng nàng đến để thỉnh an, liền đi ra chính sảnh. Thu Di nương vừa nhìn thấy Tạ Thị đầu tiên là hành lễ, sau lại không nói lời nào đứng ở một bên hành động của nàng ta khiến Tạ thị tò mò, Tạ thị cũng không phải là người chủ mẫu quá trọng quy củ, sau khi Di nương tới Thỉnh An xong thì có thể tùy ý rời đi, bà không cần Di nương ở một bên hầu hạ, Thu Di nương cũng không phải là người mới, quy củ này nàng ta cũng biết, hôm nay lại làm như vậy phải chăng là có lời muốn nói. Tạ thị cũng không gấp, bưng chén cháo tổ yến do nha hoàn đưa tới, không nhanh không chậm uống một ngụm lẳng lặng chờ Thu Di nương mở miệng. Thu Di nương ngửi thấy mùi cháo thơm nức, bụng tuy có chút đói, nhưng lại không có cảm giác thèm ăn, nàng ta không phải đang đợi Tạ Thị nói, mà là đang suy nghĩ nên nói như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. "Phu nhân, tỷ thiếp muốn cầu xin người một chuyện." Thu Di nương nhỏ giọng nói xong, trên mặt tỏ vẻ chân thành, nàng ta không biết, những lời Vân Khanh nói với nàng ta không biết Tạ Thị có biết hay không, nếu Tạ Thị biết, vậy thì chuyện nàng muốn nhờ e rằng khó thành. Tạ thị liếc mắt nhìn Thu Di Nương, trong lòng hơi nghi hoặc. Mấy năm nay Thu Di Nương áo cơm không thiếu, chuyện có thể khiến Thu Di Nương mở miệng cầu xin quả thật rất ít. Bà buông chén cháo tổ yến trong tay, có chuyện gì, người cứ nói trước đi. Thu Di Nương thấy sắc mặt Tạ thị vẫn như cũ, không có một tia bất mãn hay gì cả, tâm tình hơi thả lỏng nói: Phu nhân, năm trước ở Dương Châu mẫu thân Tỳ Thiếp đã đưa muội muội tới phủ cũng chính là thu thủy đang ở bên cạnh tỳ thiếp nàng nay tuổi tác không nhỏ mẫu thân tỳ thiếp muốn tìm cho nàng một mối hôn sự tốt mới bảo tỳ thiếp để nàng ở bên người lúc trước tỳ thiếp vốn muốn nhờ phu nhân làm chủ chỉ là lúc đó phủ đệ vừa chuyển tới kinh thành trăm công nhìn việc nay mọi chuyện tương đối ổn định tỳ thiếp cả gan muốn nhờ phu nhân xem giúp có người nào thích hợp để đem thu thủy gà đi tạ thị lẳng lặng nghe nàng ta nói hết trong đôi mắt nhu hòa vẫn tràn ngập sự ôn nhu. Mục đích thu thủy đi theo bên người thu di nương là gì tạ thị hiểu rất rõ. Đối với tác phong tiểu thư của thu thủy, bà cũng sớm nghe Lý Mama nói qua, trong lòng ít nhiều cũng có ý đó. Dù sao mỗi nhà có một quy củ riêng, nếu nói muốn làm hạ nhân ở lại trong phủ, thì cũng nên có thái độ của nha hoàn. Hôm nay Thu Di Nương đến trước mặt bà cầu tình, bà có chút kinh ngạc, nể tình Thu Di Nương, bà trước đó vốn định tìm cho muội muội nàng ta một người có phẩm chất và gia thế tầm tầm, nay nàng ta đã đến trước mặt cầu xin, chẳng lẽ là đã xem chúng người nào, muốn bà ra mặt làm mai sao? Từ ngày chuyển đến kinh thành, ta giao tiếp cũng chưa được rộng, nếu Thu Di Nương đã nhìn chúng người nào, thì chỉ cần nói ra, nếu được thì ta cũng vui vẻ mà thành toàn cho ngươi. Tạ thị vừa nói xong, Thu Di Nương biết tạ thị nhất định là đã hiểu lầm ý của mình, vội vàng nói, không, phu nhân, tỷ thiếp cũng chưa xem chúng ai, nhớ đến nhãn quang của mình còn hạn hẹp, này xin phu nhân giúp chọn cho một người, thu thủy vốn là một thảo dân còn con, chỉ cần đối phương là người tốt, ra thế kha khá thì được rồi. Tạ thị nghe xong liền hiểu ý của thu di nương, chính là muốn bà tìm một người ra thế giàu có để khi gả đi có thể làm chính thất, chỉ cần không phải là thiếp thất thì tốt rồi. Kỳ thật việc này nói khó cũng không khó, loại người như thế ở Dương Châu cũng không thiếu, nhưng nay đến Kinh Thành, người thích hợp để chọn cũng không còn nhiều. Nhưng Thu Di Nương đã đến nơi này cầu xin bà ra quyết định, tạ thị vẫn phải cân nhắc một chút. Thu Di Nương, người cũng có thể tự mình tìm A, nếu thấy người thích hợp, có thể nói ta để ta giúp ngươi ra mặt, thế thì tốt hơn. Tạ thị vẫn huyền truyền cự tuyệt, nếu bà đi chọn, chọn được tốt cũng không có gì, nhưng nếu sau này có chuyện không hay xảy ra thì bà cũng tránh không khỏi bị người oán hận, bà không đáng vì một thu thủy mà khiến cho Thu Di nương oán hận mình. Thu Di nương cũng nghe ra ý từ chối của Tạ thị, còn cho nàng ta mặt mũi, nếu nàng ta tìm thấy thì có thể nói Tạ thị ra mặt bàn bạc. Phu nhân của An bá phủ ra mặt so với một Di nương như nàng ta thì tốt hơn nhiều. Như vậy sau này khi Thu Thủy về nhà chồng cũng sẽ có chút mặt mũi. Hôm nay đến đây, nàng ta cũng không mong có thể như ý nguyện, nên vừa nghe thấy điều này liền thỏa mãn, vì thế tạ ơn tạ thị rời đi. Hôm qua từ lúc Vân Khanh nói với mình những lời kia, nàng ta suy nghĩ một đêm, trước kia cũng không phải không biết Thu Thủy có phẩm hạnh cực kém, nhưng nghĩ như thế nào, rốt cuộc nàng ta vẫn cho rằng muội muội mình là một cô gái đơn thuần ngây thơ không hiểu chuyện mà thôi nhưng khi biết trong trà cao bị hạ dược hơn nữa thu thủy vẫn luôn chạy ra ngoài tìm nha hoàn của vi ngưng từ chơi nàng ta liền biết vi ngưng từ vẫn chưa từ bỏ ý định hãm hại thẩm gia muốn lợi dụng nàng ta để khơi mào nội loạn trong thẩm gia mà nàng ta vẫn luôn là một di nương an phận khả năng duy nhất có thể khiến nàng ta thay đổi chính là để nàng ta biết mình đang mang thai nữ nhân một khi làm mẫu thân có thể vì đứa nhỏ làm những chuyện mà bình thường mình không bao giờ dám nghĩ tới hơn nữa thu thủy luôn ở bên cạnh nói bóng nói gió tuy rằng nàng ta ngay lúc ấy chưa từng động tâm nhưng từ từ những lời này cũng sẽ đi vào trong lòng của nàng sau đó có lẽ trong một lúc xúc động nàng ta sẽ xuống tay với mặc nhi và hiên nhi cho dù đến lúc đó điều tra ra người chết cũng là nàng ta hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vi ngưng tử nghĩ đến đây trong lòng Thu Di Nương đột nhiên dùng mình, nội tâm đối với Vi Ngưng từ cũng sinh ra lạnh lẽo. Thu Thủy nếu không phải bị nha hoàn của ả à ta châm ngòi, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vừa vào viện, Thu Thủy liền chạy tới bên cạnh, không khách khi nói, tỉ Tì tìm lý do để cho ta đi ra ngoài đi, ở nhà buồn muốn chết. Sáng hôm qua muội đã đi ra ngoài rồi, hôm nay lại muốn đi nữa để làm gì? Thu Di Nương nhìn nàng ta, mày nhíu lại nói, có phải lại muốn đi gặp vị bằng hữu mà muội mới quen kia hay không? Thu Thủy trong lòng kinh ngạc Thu Di Nương làm sao mà biết, nhưng cũng không để ý nhiều, hơ hơ tay, đừng nhắc đến nàng ta nữa, ngày hôm qua ta đến chỗ hẹn thì không thấy nàng ta đâu, thế nhưng lại gạt ta, hại ta đợi nàng thật lâu, đúng thật là, dám gạt ta, lần sau nếu lại nhìn thấy nàng ta, nhất định sẽ cho nàng ta đẹp mặt. Thu Thủy không ngừng díu dít, khiến Thu Di Nương biết rằng Vân Khanh chỉ sợ đã vạch trần âm mưu của vi ngưng tử, nàng ta thấy không còn giá trị lợi dụng nữa, tự nhiên sẽ không cho nha hoàn tiếp tục đến gặp Thu Thủy nữa. Bất quá, Thu Di Nương thấy những động tác của Thu Thủy trong lúc nói chuyện, lộ ra một cỗ quyến rũ, ngón áp út và ngón út khi nói chuyện bắt đầu hơi hơi nhếch lên, nói chuyện tuy rằng lời lẽ vẫn còn thô thiền, nhưng âm cuối lại hơi kéo dài, trong mắt đẹp mang theo tim nghiền ngẫm, nhíu mày nhìn Thu Thủy nói đang yên đang lành, sao tay lại bày kiểu khổng tước làm gì? Thu Thủy vừa thấy tư thế tay của mình, cố ý chỉnh lại một chút, quơ quơ trước mặt Thu Di Nương, cười nói, ta thấy tỷ tỷ làm như vậy, nhìn rất xinh đẹp nên học theo đó mà. Thu Di Nương trong lòng cả kinh, mình ở thẩm phủ làm Di Nương, nên nhất cử nhất động đều là tác phong của Di Nương, nhưng Thu Thủy thì khác. Nàng không có ý định để cho muội muội mình cũng đi làm thiếp đương nhiên không thể học theo những động tác này, khóe mắt quyến rũ, món tay yêu kiều, thắt lưng như rắn, vô trương như vậy, cho dù vào trong nhà người bình thường cũng sẽ khiến cha mẹ chồng nhìn không thuận mắt. Nghĩ đến đây, ngữ khí của nàng trở nên nghiêm túc, thu thủy, muội về sau không được học làm những động tác này, nếu muốn học thì phải học theo đại tiểu thư, đoan trang hào phóng, cử chỉ yêu nhã. Thu thủy nghe thu di nương nói liền nhớ tới dáng vẻ vân khanh ngồi ngay ngắn ở trên ghế khoe miệng khẽ nhếch lên cười trong mắt đầy vẻ tự nhiên nàng ta cảm thấy như vậy không quyến rũ bằng việc vừa ngồi vừa xoay thắt lưng vừa liếc mắt đưa tình nên đáp qua loa có lệ được rồi biết rồi biết rồi thu di nương thấy dáng vẻ trả lời cho có lệ của nàng ta biết nàng ta tuy rằng ngoài miệng đáp lời kỳ thật cái gì cũng không nghe lọt nhíu nhíu mày thầm nghĩ phải quyết định nhanh một chút nội trong hai tháng này phải mau tìm một nhà để gả thu thủy ra ngoài tránh cho đến lúc đó toàn thân thu thủy đều lây nhiễm khí chất xấu vì phu nhân sau khi trở về từ an bá phủ nhớ tới nghi vấn của bà về vi ngưng tử trước đó vi ngưng tử trước giờ một lời nói thật cũng chưa nói thậm chí ngay cả chuyện trong lời vận ninh quận quân đến việc nhắc nàng ta cũng chưa nhắc tới sắc mặt bà không khỏi trầm xuống vào phòng vi ngưng tử nhìn thấy nàng ta đang vùi đầu thiêu áo gối, sắc mặt hơi hòa hoãn, ra hiệu cho bọn nha hoàn đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Vì ngưng tử không biết vi phu nhân ra phủ đi đâu, nhìn thấy bà lại đây liền dừng tay, cười nói, nghĩa mẫu, có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì, chắc sẽ không đuổi hết nha hoàn trong phòng ra ngoài. Vì phu nhân sắc mặt cũng không tốt, trực tiếp ngồi xuống bên kia, nhìn mặt nàng ta, Thanh âm lạnh lùng nói, "Con nói cho ta biết, lúc trước mẫu, thân con và con ở Dương Châu cư ngụ tại Thẩm phủ, đến tột cùng đã làm ra chuyện gì khiến người ta không bao giờ muốn tha thứ cho các người?" Đôi mắt của Vi Ngưng Tử hơi khựng lại, suy nghĩ lời của Vi phu nhân, khiến cho người ta không bao giờ tha thứ cho các người, người ta đây là chỉ cả nhà Thẩm Vân Khanh sao? Vậy hôm nay Vi phu nhân xuất môn, là đến Thẩm phủ đi hòa giải. Hơn nữa nghe ngữ khí này, người của thẩm gia cũng không chấp nhận sự hòa giải của vi phu nhân trong lòng nàng ta đối với hành động này của vi phu nhân sinh ra tức giận tới cầu hòa với thẩm vân khanh làm cái gì nàng ta mới không muốn cúi đầu trước loại người này nàng ta dựa vào cái gì mà phải cúi đầu trước thẩm vân khanh chứ lúc này đây nàng ta tích tụ vô vàn cảm xúc cho dù che giấu cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia chân thật khiến vi phu nhân để ý liền hỏi con đang nghĩ cái gì vì Ngưng Tử biết bản thân vừa rồi khẳng định đã khiến cho vi phu nhân phát hiện ra điều gì. Vi phu nhân là người ngay thẳng, nếu đã sinh lòng nghi ngờ với mình, bà sẽ hỏi thẳng vào vấn đề. Dù sao ở trong mắt mọi người, tất cả mọi chuyện đều đổ vào trên người Tạ Thuần Linh mà thôi. Mà đối với vị mẫu thân này, từ khi Vi Ngưng Tử ở Thẩm phủ nghe được sự thật do Thẩm mẫu và Tạ thị nói về màn cầu hôn năm đó, đối với bà ta không còn một tia tình cảm, thậm chí còn có oán hận nếu như không phải tạ thuần linh nhất thời nổi lòng tham nàng ta nay tội gì phải là một người ăn nhờ ở đậu chứ nàng ta mới là nữ nhi của thẩm mậu là đại tiểu thư của an bá phủ là vận ninh quận quân mới đúng có thân phận như vậy lại dựa vào ngoại hình và trí tuệ của nàng ta muốn gả cho hoàng tử cũng không phải việc khó mà không phải như hôm nay ủy ủy khuất khuất làm thê từ của tiểu quan ngũ phẩm mà thẩm vân khanh mới là cô nhi cha đã mất nương cũng không còn mới là người phải luôn thời thời khắc khắc nhìn sắc mặt người khác mà sống. Vì ngưng tử buông áo gối trong tay, đứng dậy trực tiếp quỳ xuống trước mặt vi phu nhân, vẻ mặt uy khuất, nước mắt tuôn rơi, nghĩa mẫu, ngưng tử biết, hôm nay người nhất định là đã đi thẩm phủ vì nói lời tốt đẹp dùng cho ngưng tử, nhưng mà, thẩm phủ sẽ không bao giờ tha thứ cho ngưng tử, bọn họ đã muốn hận chết mẫu thân, cũng theo đó mà căm ghét ngưng tử. chương 309, vô tận thống khổ, hai. Vì phu nhân nhìn vi ngưng tử quỷ gối, không hề đỡ nàng dậy mà cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, người nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người ta lại bảo các ngươi sát hại tổ mẫu của trầm gia? Vì phu nhân không ngạc nhiên khi nghĩa nữ này đoán được bà đã đến trầm phủ, dù sao lúc nói chuyện trước đó, bà cũng không hề che giấu. Nhưng bà nhất định phải biết rõ, chuyện sát hại tổ mẫu mà Vân Thà quận quân nhắc đến rốt cuộc là như thế nào? Vì ngưng tử trong lòng đã chuẩn bị từ trước, mâu thuẫn lớn nhất giữa nàng và thẩm gia cũng chính là chuyện này. Trầm mậu và tạ thị không thể tha thứ cho mẹ con nàng cũng vì lý do này. Khi vi phu luôn hỏi đến vấn đề này, vi ngưng tử liền kể lại toàn bộ câu chuyện ngày đó, dĩ nhiên nàng kể theo hướng có lợi cho mình. Từ việc lão thái thái bị bóp cổ, đến tạ tố linh hoàng sợ, rồi đến khi nàng phát hiện tạ tố linh tự sát vì sợ tội, mọi chi tiết đều được nàng kể lại. Trong câu chuyện này, nàng trở thành kẻ bị hại, chỉ còn lại sự xấu hổ và bi thương trong lòng vì những việc mà tạ tố linh đã làm. Nghĩa mẫu, chuyện này, ngưng tử làm sao dám kể với ngài, làm sao dám nói thành lời. Nếu ngài biết chuyện này, có lẽ cũng không muốn nhận ngưng tử làm con nuôi. Hiện giờ phụ thân ngưng tử đã mất, mẫu thân thì nằm liệt giường không còn biết chuyện gì nữa nếu không có các ngài bên cạnh ngưng tử không biết sẽ ra sao nữa vì ngưng tử khóc đến nghẹn ngào giọng nói lúc đầu đầy cảm xúc nhưng dần dần không kiểm soát được vì phu nhân nhìn thấy dáng vẻ của nàng trong lòng đã bắt đầu tin vào lời nàng nói nếu tạ tố linh thực sự đã làm chuyện như vậy trầm phủ không chấp nhận hòa giải cũng là điều đương nhiên tuy nhiên vì phu nhân vẫn còn thắc mắc vì sao mẹ ngươi lại muốn giết lão phu nhân của thẩm gia theo lý mà nói lão phu nhân của thẩm gia không đối xử tệ với các ngươi nếu không cũng đã không cùng các ngươi đến dương châu vì ngưng tử trong lòng cảm thấy phiền toái trước những câu hỏi liên tiếp của vi phu nhân vì một chuyện liên quan đến thẩm gia mà vi phu nhân đã hai lần đến chất vấn nàng nàng âm thầm cắn răng trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách trả lời khi đã đóng vai này tất nhiên phải thêm thắt nhiều lời để câu chuyện tròn chia. Việc nói dối thật sự là một công việc mệt mỏi. Vì ngưng tử không thể tiết lộ rằng chính nàng đã giàn dựng vụ cướp ngày đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu sau này phải đối mặt với những câu hỏi tương tự, thì tốt nhất là đẩy tất cả mọi tội lỗi lên tạ tố linh, người đã được xem như kẻ chết sống lại. Nghe nói, trước đầy mẫu thân có qua lại với bọn sơn tặc, giả vờ làm cướp để cứu lão phu nhân, nhờ vào ân tình đó mới có thể thuận lợi vào ở trầm phù. Nhưng sau đó chuyện này bị phát hiện. Vì ngưng tử nói, rồi ngừng đầu nhìn vi phu nhân, qua đôi mắt đẫm lệ, nàng có thể thấy vi phu nhân vẫn còn lo lắng, nhíu mày như đang suy nghĩ. Vì vậy, nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục, trước đây, mẹ con bị gia tộc ép buộc, không biết liệu tỷ tỷ có chấp nhận hay không, nên trong lúc cấp bách mới dùng đến phương pháp này. Dù rằng phương pháp này không đúng, nhưng điểm xuất phát của nàng là lo sợ ngưng tử phải lang thang bên ngoài. Vì phu nhân nghe vi ngưng tử nói, thấy lời nói của nàng không có sơ hở, nhưng không hiểu sao, qua hai lần gặp gỡ này, vi phu nhân lại cảm thấy có chút thất vọng. Nếu thực sự tin tưởng nàng cùng phu quân như vậy, tại sao lại hết lần này đến lần khác lừa dối bà, thậm chí những chuyện quan trọng như vậy cũng không hề nói ra. Nhưng những lời sau của vi ngưng tử lại khiến lòng bà khẽ đồng là một người phụ nữ, bà hiểu rõ một quả phụ mang theo một đứa con gái nhỏ sẽ khó khăn như thế nào. Xuất phát từ tâm lý của một người mẹ, việc làm ra một hành động cực đoan cũng không phải là không thể hiểu được. chương 310, Vô tận thống khổ, 3. Nhìn nghĩa nữ này, vi phu nhân cảm thấy trong lòng rất phức tạp, nhưng vẫn cúi xuống, kéo vi ngưng tử đứng dậy, những chuyện này. Nếu người sớm nói cho ta biết thì đã tốt rồi hôm nay ta vốn định giúp ngươi vào quận quân vận thà giảng hòa ngoài ngươi ra gia tộc ngươi không có nhiều tỉ muội chỉ có nàng là biểu muội ngươi cũng không có huynh đệ sau này có nàng giúp đỡ cũng tốt ai ngờ lại xảy ra một chuyện như thế này thật khiến ta xấu hổ không biết phải nói sao với ai chuyện này không thể giải quyết dễ dàng cũng là do mẫu thân và ngưng tử phạm sai khiến nghĩa mẫu ngươi phải hao tổn sức lực vì ngưng tử đứng dậy ngồi nửa người trên giường, cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt chán ghét. Nàng và Trầm Vân Khanh không thể hòa hợp, dù là vụ đánh đập suýt giết nàng hay lần này khiến nàng phải gả cho cảnh hữu thần, nàng và Trầm Vân Khanh là kẻ thù không đội trời chung. Nàng nhất định phải hạ gục Trầm Vân Khanh, chỉ có như thế mới yên tâm, mới có thể yên lòng. Vì phu nhân không biết Vi Ngưng Tử đang nghĩ gì trong lòng, nhưng bà đã không còn thân thiện như trước, chuyện đã qua rồi cũng không cần nhắc lại. Dù ngươi và tạ tố linh trước đó làm gì, nghĩa mẫu cũng không để bụng. Ngươi sắp lập gia đình, sau khi lấy chồng, hãy là một thê tử tốt. Nghĩa mẫu và nghĩa phụ sẽ không bỏ rơi ngươi. Ngươi không cần lo nghĩ đến chuyện phải sống nhờ. Chúng ta không coi ngươi là khách, chỉ mong ngươi sống tốt sau này, đôi khi không cần suy nghĩ quá nhiều. Vì phu nhân nói với giọng đầy nghiêm trọng, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng vi ngưng tử. Vi ngưng tử cúi mặt xuống, ánh mắt khẽ thay đổi nàng biết có một số chuyện vi phu nhân đã biết rõ dù giả vờ như không biết nếu có ý muốn tìm hiểu cũng không khó để biết thiếp đa tạ nghĩa mẫu lời của vi phu nhân vừa rồi là một sự khuyên nhủ mơ hồ cũng là một lời hứa chỉ cần vi ngưng tử không cố ý gây chuyện uy vũ phủ tướng quân sẽ như nhà mẹ đẻ của nàng nhưng vi ngưng tử không hề đáp lại một chút nào khiến vi phu nhân càng lạnh lòng thêm mất hứng thú để tiếp tục nói chuyện. Người không cần quá sức, thiêu ánh sáng thì không cần thiêu, kẻo làm hỏng đôi mắt. Thiếp sẽ chú ý, vì phu nhân đứng dậy, đi đến cửa, quay lại nhìn vi ngưng tử vẫn cúi đầu, rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Vi ngưng tử cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ mãi, trầm vân khanh, trước khi ngươi xuất hiện, nghĩa mẫu luôn thân thiết với ta, không hề có chút thành kiến. Nhưng kể từ khi trầm phủ của các ngươi đến kinh thành, nghĩa mẫu liền thay đổi. Người rốt cuộc có ma lực gì mà chỉ gặp ngươi hai lần, nghĩa mẫu đã đứng về phía ngươi. Hôn lễ của vi ngưng tử và cảnh hữu thần được tổ chức đúng kỳ hạn vào tháng đế nhất, vỗ về bá phủ cũng nhận được thiệp mời, mời tham dự hôn lễ. Nếu chỉ vì vi ngưng tử, trong phủ tự nhiên sẽ không có ai tham gia, nhưng thiệp mời này lại từ vĩnh nghị hầu phủ và uy vũ phủ tướng quân gửi đến, nên hai nhà này không thể không nể mặt. Trầm Mậu mang thiệp mời đến cho Vân Khanh, trong thiệp không chỉ mời cả gia đình vỗ về bá phủ, mà còn đặc biệt ghi rõ mời quận quân vận thà cùng tham gia. Vân Khanh không khỏi nhớ đến việc Vi Phu Nhân từng đến nhà cầu hòa vì Vi Ngưng Tử, không biết Vi Phu Nhân đã nói gì, còn dáng vẻ của Vi Ngưng Tử. Nàng có thể tưởng tượng ra, chắc chắn là than khóc, là mình trở nên vô tội hoàn toàn. Nàng mỉm cười, nhận lấy thiệp mời, uy vũ phủ tướng quân không quan trọng, nhưng mặt mũi của Vĩnh Nghị hầu phủ, nàng vẫn muốn nề. Trầm mẫu không ngạc nhiên khi nữ nhi nhận tấm thiệp này, nhìn gương mặt càng lúc càng xinh đẹp của nữ nhi. Ông cười nói, bây giờ vi nỏng uyên đang như nước lên thì thuyền lên, thế lực rất mạnh ở kinh thành. Đương nhiên, mới đỗ trạng nguyên, lại là cháu ngoại của trương các lão, còn thêm con thứ của Vĩnh Nghị hầu, những thân phận này cộng lại, chẳng ai dám xem thường. Vân Khanh cười nói, hôm nay phụ thân không cần phải đi làm, nên mới tìm nàng trò chuyện. Cha con ngồi cùng nhau, rót ly trà nóng, bầu không khí rất hòa hợp. So sánh mà nói, vĩnh nghị hầu phủ bên kia lại càng náo nhiệt, vốn là một đám con thứ tranh đoạt tước vị. Ai ngờ cảnh hữu thần đang chuẩn bị đoạt lấy thì nửa đường lại xuất hiện một người. Trầm mậu lắc đầu, không nói tiếp, kết quả là nửa đường xuất hiện một người, làm cho hy vọng của cảnh hữu thần về tước vị tan thành mây khói thật sự là không chịu nổi khiến những con thứ khác không hy vọng lại được dịp hả hê bất kể là người xuất hiện giữa chừng hay không hiện tại ở vĩnh nghị hầu phủ chỉ có một mình cảnh hữu thần xuất chúng nhưng bây giờ lại xuất hiện vi nặng uyên đỗ trạng nguyên được bệ hạ yêu thích so ra thì cả hai đều có ưu thế cũng không biết lý lão thái quân sẽ nghĩ thế nào vân khanh nhấp một ngụm trà nóng Nhiệt độ từ tách xứ truyền đến món tay, nàng khẽ nheo mắt lại. Thật ra mà nói, bất kể Vi Nọng Uyên có công khai thân phận hay không, hắn vẫn là người đáng gờm trong cuộc đấu tranh danh lợi này, chỉ là hiện tại thế lực của hắn đã lớn hơn một chút. Tuy nhiên, cái danh cháu ngoại của Trương Các Lão nghe thì êm tai, nhưng thực ra không có tác dụng lớn. Vì sau vụ án của Tần Khanh, Tần Thị đã bị kết tội, danh nghĩa của Tần Khanh là con của tội thần. Nên Trương Các Lão không dám nhúng tay quá sâu vào những chuyện này để tránh bị kẻ thù chính trị lợi dụng. Còn Vĩnh Nghị Hồ Phủ, đó chính là một hố sâu, nhảy vào thì cũng như lao vào một đầm nước đục không thể thoát ra. Lý Lão Thái Quân hiện tại muốn vi nọng uyên vào gia phả nhân tộc, nếu trước đây thân phận không rõ ràng thì không nói làm gì. Nhưng giờ đây hắn đã công khai thân phận trên triều đình, nếu không ghi vào gia phả, đó sẽ là hành vi đại nghịch bất đạo, bất kể làm gì cũng sẽ bị người đời chỉ trích. Tất cả đều phải xem Vi Nặng Uyên xử lý thế nào, dạo này hắn mới vào Hàn Lâm Viện, vô cùng bận rộn, thêm vào những việc khác, cơ bản không có thời gian gặp mặt, lần này tại tiệc cưới của Vi Ngưng Tử, có thể sẽ thấy hắn. Đến ngày tiệc cưới, Trầm Mẫu, Tạ Thị và Vân Khanh cùng nhau cưỡi xe đến Vĩnh Nghị Hầu Phủ để dự tiệc. Trong buổi tiệc cưới lần này, không ai ngờ rằng sẽ có một người xuất hiện, mà người đó chính là nguồn gốc của sự đau đớn vô tận trong cuộc sống của Cảnh Hữu Thần và Vi Ngưng Tử. Từ. từ xa nhìn thấy trước cửa Vĩnh Nghị Hầu phủ, khung cảnh thật náo nhiệt và vui tươi, cổng chính được trang trí bằng tơ lụa đỏ thẫm, hai bên hiên treo hai chiếc đèn lồng đỏ lớn. Ánh nến trong đèn lồng đã được thắp sáng từ ban ngày, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của niềm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn